Có rất nhiều bác mua sản phẩm từ Dòng Gỗ Hương Đá rồi, nhưng mà các bác chưa biết được cái nhược điểm của nó. Thì video này em sẽ chia sẻ cho các bác 7 cái nhược điểm của Dòng Gỗ Hương Đá. Các nhá, 7 nhược điểm. 7 nhược điểm của Dòng Gỗ Hương Đá để cho các bác biết. Các bác nào mà chưa mua hoặc đang có ý định mua Dòng Gỗ Hương Đá này rồi thì các bác biết được những cái nhược điểm của nó để các bác so sánh với những dòng gỗ khác để sao để chọn cho mình được những cái bộ đồ đẹp nhất, ưng ý nhất mà hợp với giá tiền của mình nhất. Các bác nhá. 7 cái nhược điểm của dòng gỗ hương đá. Thì cái nhược điểm đầu tiên của dòng gỗ hương đá này thì nó cũng giống như dòng gỗ mít, thì dòng hương đá cũng có nhiều mắt và sạc. Thì để tạo được ra những cái bộ sản phẩm nguyên khối đẹp có vân đỉnh thì người ta phải chọn lựa những cây gỗ tuyển và phải đòi hỏi cái sự lành nghề của người thợ để sao để khắc phục được những cái mắt sạn cho những cái sản phẩm đó. Cái thứ hai là cái do cái chất gỗ. Cái chất gỗ này thì nó khá là ít ăn keo khác với dòng gỗ khác, nên là khi gắn những cái sản phẩm ở dòng gỗ hương đá này phải có những cái công thức keo riêng để gắn cái dòng gỗ này. Với cái thời tiết hanh khô thì cái chất liệu gỗ hương đá này có những cái nhược điểm tiếp theo. Đó là cái nhược điểm số 3 là cái khả năng bị nứt răm của nó. Thì khi các bác hoàn thiện phần thô xong rồi mà các bác để ngoài trời, không may để ngoài trời mà cái thời tiết nắng nóng của miền Bắc hay là miền Nam của Việt Nam thì rất dễ có khả năng bị nứt răm, như ở hình đây nó khá bị nứt răm như thế này. Và lúc này thì phải lại đòi hỏi cái người thợ phải có cái tay nghề để điều chỉnh để xóa đi những cái phần nứt răm đó. Cái nhược điểm tiếp theo nữa của dòng gỗ hương đá đó chính là bị đùn nhựa. Đây cũng là cái nhược điểm của cái những cây gỗ tự nhiên, nhưng cái phần về gỗ hương đá này thì cái khả năng bị đùn nhựa của dòng gỗ hương đá này nó sẽ cao hơn những dòng gỗ khác và nó đùn ra những cái nhựa bị thâm. Thì khắc phục của nó thì cũng khá là đơn giản thôi, thì chúng ta phải để khô cái phần thô của sản phẩm và phải chà, phải bào những cái phần nhựa nó đùn ra thế kia. Cái nhược điểm khá là khó chịu của dòng gỗ hương đá này nữa đó cái chính là hoàn thiện khá là khó, tại vì cái chất gỗ nó mịn và chắc chặt thế coi nhá. Thì khi chà giấy ráp lên thì làm giấy ráp dễ bị cháy và tạo ra mùi khét, nên cái khả năng rất khó để hoàn thiện được những cái bộ sản phẩm đẹp. Đây rất kỳ công và tốn nhiều công các bác ạ. Cái lưu ý tiếp theo về dòng gỗ hương đá này đó là khi các bác hoàn thiện phần thô của sản phẩm xong rồi, làm nguội xong rồi mà các bác để ra ngoài trời mà không may nó dính những cái giọt nước mưa vào cho nó sẽ làm thâm cái những cái sản phẩm, tạo ra những cái vết thâm đó. Thì khi các bác hoàn thiện phần các bác làm nguội xong rồi thì rất khó để làm nguội thêm một lần nữa để chà đi được những cái vết thâm vết đó. Và một cái lưu ý cuối cùng, một cái nhược điểm cuối cùng là phần mọt nước và phần rác. Thì không chỉ dòng gỗ hương đá thì những cái dòng gỗ khác các bác cũng phải chú ý khi đi mua hàng, phải chú ý cái phần rác và cái phần mọt nước. Chắc chắn với em là các bác không nên mua, không ham cụt rẻ, tại vì nếu các bác mua vào những cái sản phẩm mà bị dính rác hay dính mọt nước, những cái mọt nước mà chấm màu đen đen ấy, thì các bác rất dễ có khả năng bị hỏng sản phẩm trong một vài năm tới. Nên là các bác lưu ý đừng ham của rẻ là của ôi, mua vào nó rất đến bị mất sản phẩm, mất tiền, oan lúc nào không biết đâu các bác ạ.